Chào tất cả các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái dạng toán đó là biến đổi đồ thị, và cụ thể hôm nay đó là phép tịnh tiến của đồ thị hàm số. Trước khi vào ví dụ mẫu thì chúng ta có một cái chú ý như sau. Một, chú ý, chúng ta chú ý như thế này. Dạng một, thầy sẽ lưu ra các dạng. Dạng thứ nhất là cho hàm số y bằng fx có đồ thị là C, chúng ta có thể vẽ được. Và yêu cầu là từ đồ thị hàm số, từ đồ thị C, từ đồ thị C suy ra đồ thị hàm số y bằng fx cộng a, đây là gọi là C1. Thế thì chúng ta làm như thế nào? Thầy hướng dẫn. Bước 1 là chúng ta vẽ đồ thị hàm số, vẽ đồ thị hàm số y bằng fx chính là vẽ đồ thị C. Bước 2 là ta sẽ tịnh tiến đồ thị C dọc theo trục OI, dọc theo trục OI như sau. Lên phía trên a đơn vị, chúng ta nhớ như là y bằng fx cộng thêm a, với a là một số, thì chúng ta sẽ tịnh tiến đồ thị C dọc theo trục OI lên phía trên a đơn vị, mở ra nếu như a dương. Còn chúng ta sẽ tịnh tiến đồ thị C dọc theo trục OI xuống phía dưới a đơn vị nếu như a âm. Đây là cái dạng thứ nhất. Thầy lấy ví dụ để các bạn hình dung ra cái dạng này nhé. Ví dụ, từ đồ thị hàm số y bằng x bình phác họa nhanh, yêu cầu là phác họa nhanh cái dạng đồ thị hàm số y bằng x bình cộng 2, ví dụ như vậy. Thế thầy sẽ hướng dẫn các bạn giải như sau. Giải, chúng ta sẽ hình dung ra bước thứ nhất là vẽ đồ thị hàm số y bằng fx. Đây, tức là đầu tiên chúng ta vẽ đồ thị hàm số y bằng x bình. Thì chúng ta biết ở chương trình lớp 9 thì đồ thị y bằng x bình chính là một cái parabol có bề lõm quanh lên phía trên và đi qua góc tọa độ. Thầy vẽ phác họa nhanh nhé. Đây, vẽ tay ra ngay. Đây là OX, đây là trục OI. Và đồ thị y bằng x bình phương có dạng parabol, đây, bề lõm quanh lên phía trên và đỉnh là tại góc tọa độ, đi qua góc tọa độ luôn. Và đây thầy hiện là P, đây là P nhá, parabol P. Bây giờ thầy sẽ phác họa nhanh dạng đồ thị của hàm số y bằng x bình cộng 2, thầy gọi là P phải đi, hay là P1 nhá. Thế các bạn thấy đây là đồ thị P này, thầy sẽ suy ra đồ thị P phải P1 của hàm số y bằng x bình cộng 2 như thế nào. Thì chúng ta thấy đây nhá, thầy sẽ vẽ lại cái đồ thị hàm số y bằng x bình ở dạng nét đứt. Đây là y này, đây là x này, đây là góc tọa độ O này. Thầy sẽ vẽ y hệt như P đây, nhưng mà vẽ nét đứt. Vẽ nét đứt như này. Đấy, các bạn này. Sau đó thầy sẽ tịnh tiến lên phía trên mấy đơn vị, các bạn thấy đây. Tịnh tiến lên phía trên hai đơn vị. Đúng chưa? Đấy. Ở đây là x bình
đúng không, là P đây, P1 sẽ là y bằng x bình cộng 2, vậy tính tiến lên hai đơn vị, đây là 1, giả sử đây là 1, đây là 2, đây là 2, thì các bạn tưởng tượng nơi tĩnh tiến dọc theo OI, tức là nâng cái đồ thị này lên, đấy, nâng lên trên hai đơn vị, vậy thì đồ thị nó có dạng như thế này. Đấy, thầy kia phát họa đơn giản rồi, thì đây là y bằng x bình cộng 2, đây là parabol P1, đấy, còn đây là chính là P y bằng x bình. Đấy, chúng ta thấy đây là tĩnh tiến lên phía trên hai đơn vị. Thêm một ví dụ nữa nhá, để các bạn hình dung ra. Ví dụ 2, đây ví dụ 1 này. Tại sao thầy lại tính đến lên phía trên hai đơn vị? Bởi vì đây là 2 là số dương, đúng theo lý thuyết, các bạn thấy không? Đấy, bước 1 là vẽ đồ thị hàm số y bằng fx này. Bước 2 là tĩnh tiến chính cái đồ thị C vừa vẽ đấy lên phía trên nếu như a dương, lên phía trên a đơn vị nếu a dương, và xuống phía dưới a đơn vị nếu a âm. Đấy, đây chúng ta nhìn là từ đồ thị hàm số y bằng x bình phương, gọi là parabol P đi, vẽ phác họa, phác họa đồ thị hàm số y bằng x bình phương trừ 1, đây gọi là parabol P2 đi. Đây, thầy lại vẽ tương tự như vậy này, vẽ tay cái nhanh nhá. Đây là trục tung OI này, đây là trục hoành OX này, thì đồ thị P y bằng x bình chính là đây, đây parabol P này của hàm số y bằng x bình này, và thầy sẽ vẽ P1, đây là y, đây là x này, thì thầy sẽ tĩnh tiến cái P này xuống phía dọc theo trục OI xuống phía dưới một đơn vị đây, tại vì đây là a âm, a chính là âm 1, phải tĩnh tiến xuống phía dưới, vậy thì đây là 0 này. Đấy, thì đây là âm 1 này. Thì đồ thị P2 sẽ là tĩnh tiến từ P này tĩnh tiến xuống. Đấy, thì đây sẽ vẽ như này, thì đây chính là parabol P2 của hàm số y bằng x bình trừ 1. Đấy, chúng ta thấy là so với cái đồ thị P thì nó thấp xuống, tức là tĩnh tiến xuống một đơn vị, tức là đây là đang là 0 thì xuống là âm 1, tức là tĩnh xuống một đơn vị xuống phía dưới. Bây giờ thì sẽ hướng dẫn các bạn sang cái dạng thứ hai, cũng là tĩnh tiến đồ thị dạng 2, và người ta sẽ cho đồ thị hàm số y bằng fx, đây đồ thị là C đi, và chúng ta từ đồ thị C, chúng ta suy ra đồ thị của hàm số y bằng f của x cộng a, ở đây là thầy gọi là C2. Các bạn chú ý, họ cho đồ thị hàm số y bằng fx, còn đồ thị là C đây rồi, và yêu cầu là từ đồ thị C suy ra đồ thị hàm số y bằng f của x cộng a, được gọi là C2. Thì chúng ta làm như sau. Phương pháp thầy hướng dẫn này. Bước 1, chúng ta vẫn vẽ đồ thị C, đồ thị hàm số y bằng fx, tức là chúng ta vẽ đồ thị C. Bước thứ 2, chúng ta sẽ tĩnh tiến đồ thị C dọc theo, bây giờ phải là dọc theo trục hoành OX, và tĩnh tiến sang bên phải, a đơn vị, nếu như a âm. Đấy, nếu như a âm, và tất nhiên sẽ phải tĩnh tiến sang bên trái, a đơn vị nếu như a dương. Thì các bạn thấy là so với dạng 1 thì dạng 2 nó có một chút khác. Ở dạng 1 thì a dương thì lại tĩnh tiến về phía dương, tức là tĩnh tiến lên phía trên trục OI. A âm thì tĩnh tiến về phía âm, tức là tĩnh xuống phía dưới. Còn ở đây thì lại khác.
a dương a âm thì tịnh tiến sang bên phải, tịnh tiến theo chiều dương ô ích, còn a âm a dương thì lại tịnh tiến sang bên trái các chiều âm ô ích. Đấy, bây giờ thầy sẽ lấy một cái ví dụ để các bạn hình dung ra nhá. Đây các bạn sang để lấy ví dụ đây. Ví dụ số 1. Ở trong cái dạng 2 này, thì chúng ta lấy từ đồ thị hàm số, từ đồ thị hàm số y bằng x bình, thầy gọi là parabola P đây. Đấy. Suy ra tức là yêu cầu là vẽ phác họa nhanh. Phác họa đồ thị hàm số y bằng x cộng 1 tất cả bình phương, đây gọi là P gì? P1 đi. Thế ta làm như sau. Giải. Đầu tiên thì thầy sẽ vẽ đồ thị của hàm số y bằng x bình, tức là vẽ parabola P. Thì chúng ta tương tự như trên, chúng ta thấy đây là OX, OY. Thì parabola P sẽ chính là đi qua gốc tọa độ O và có bề lõm quay lên phía trên. Thầy vẽ phác họa nhanh. Đây là parabola P của hàm số y bằng x bình. Và ở đây thầy cũng sẽ vẽ cái trục OXY tương tự như vậy. Thì từ đồ thị C là P này sang P một đằng này, thì chúng ta thấy đây này, đây là y bằng x bình là P này, y bằng x cộng 1 bình là P1. Vậy thì đây là A, đây là 1, so với đây là đấy. Vậy thì chúng ta sẽ phải tịnh tiến sang phía trái, vì đây là A dương, phải tịnh tiến sang phía trái một đơn vị. Thì chúng ta thấy đây là 0 này, tịnh tiến sang trái một đơn vị, tức là đây phải là thành âm này 1. Đấy. Thì nó lại parabola lại đi qua, nó lại nhận đỉnh là gì? Trừ 1, 0. Cho nên là vẽ phác họa nó như thế này. Đấy. Thì là P1 của hàm số y bằng x cộng 1 tất cả bình. Đấy, chúng ta vì là 1 là dương cho nên ta tịnh tiến cái đồ thị P này sang bên trái một đơn vị, tức là đỉnh đang là 0, 0 trở thành đỉnh là trừ 1, 0. Đấy, chúng ta tịnh tiến sang bên trái thì được đồ thị này. Đấy, thầy để biết đây. Bây giờ thầy lấy một ví dụ số 2 nhé. Ví dụ 2. Từ đồ thị hàm số thầy viết tắt y bằng x bình, đồ thị là P, parabola P đấy, đúng không? Vẽ nhanh đồ thị hàm số y bằng, vẽ phác họa thôi, x trừ đi 2 đi tất cả bình, đây gọi là P2, parabola P2. Thì chúng ta thấy giải như sau, vẫn là đồ thị parabola P y bằng x bình này, y này, x này, thì y qua gốc tọa độ O này, đây là P y bằng x bình. Thì chúng ta lại vẽ cái đồ thị y bằng x trừ 2 tất cả bình, và hàm số y bằng x trừ 2 tất cả bình gọi là P2, vẽ P2. Thì chúng ta thấy ngay đây là y này, đây là x này, đây trục O. Thì chúng ta thấy so với y bằng x bình thì đây là y bằng x trừ 2 tất cả bình, thì A đây là âm 2. Âm 2 thì chúng ta phải tịnh tiến sang bên phải dọc theo OX sang bên phải 2 đơn vị, đúng không? Tại vì A âm mà, A là 2, âm 2. Thì đây là 1 này, đây là 2. Thì parabola P2 sẽ có dạng như thế này. Thầy phác họa cái dạng của nó thôi. Thì đỉnh bây giờ nó là ở vị trí là 2, 0. Tất nhiên nó có thể cắt cái trục tung này thì chúng ta không cần quan tâm, chúng ta chỉ vẽ phác họa cái dạng thôi. Còn chi tiết thì chúng ta vẽ cái parabola P này chi tiết, thì cái parabola P2 này cũng sẽ chi tiết thôi. Y bằng x trừ 2 tất cả bình, đây gọi là P2. Đây là từ đồ thị này, P suy ra P2 thì ra tịnh tiến như vậy. Các bạn xem lại kỹ lý thuyết thầy hướng dẫn nhé. Bây giờ thầy hướng dẫn các bạn vẽ nhanh một cái đồ thị
ví dụ tổng quát. Vẽ phác họa nhanh, phác họa nhanh cái đồ thị hàm số y bằng x bình này trừ 2x này cộng cộng 3 đi, thầy gọi đây là P3 đi. Thế thì chúng ta có thể làm cái này ví dụ là như sau. Ta biến đổi đồ thị, ta có ta biến đổi cái hàm số một chút. Y bằng x bình trừ 2x cộng 3 bằng, ta sẽ tách ra thành hàng thức, tức là x trừ 1 tất cả bình cộng 2, được chưa? 1, 3 là tách ra thành 1 và 2 thì là x bình trừ 2x cộng 1 thì chính là x trừ 1 tất cả bình cộng 2. Đây gọi là P3. Thế thì rõ ràng so với đồ thị y bằng x bình thì ở đây chúng ta thấy là tịnh tiến 2 lần, tịnh tiến lên phía trên dọc theo OI 2 đơn vị, sau đó tịnh tiến sang bên phải dọc theo OX 1 đơn vị, thực hiện 2 lần tịnh tiến, tức là thực hiện 2 lần liên tiếp, đúng không? Đấy. Vậy thì ta giải nhanh như thế này, các bạn thấy đây là y để x này, y bằng x bình đây, y bằng x bình đồ thị là P đây, này là góc tọa độ, thì thầy sẽ suy ra P3 như thế nào? Thầy suy ra P3 như sau, đây là y, đây là x này. Đầu tiên thì thầy sẽ tịnh tiến cái đồ thị hàm số này lên phía trên là 2 đơn vị, bởi vì 2 là số dương, đây 2, 1 này, 2 đây là 0, thế đang ở vị trí góc tọa độ là 0, tăng lên 2 đơn vị, này là 2. Thì đồ thị sẽ có dạng kiểu như này, đây thầy vẽ, các bạn nhìn theo nét bút thầy vẽ tượng trưng này, đấy, thì là được cái đồ thị của hàm số y bằng x bình cộng 2. Tuy nhiên đây là x trừ 1 bình, x trừ 1 tất cả bình cộng 2, vậy thì trừ 1 này là âm, ta phải tịnh tiến sang bên phải một đơn vị, đấy, đây là 1, 0 đây là 1. Vậy thì lên này, đỉnh từ 0 này, gốc tọa độ lên 2 đơn vị này, sang phải một đơn vị đấy, vậy thì đỉnh bây giờ này là chỗ này, được chưa? Vậy thì phác họa đồ thị nó phải như thế này. Đấy, thì đây là y bằng x bình trừ 2x cộng 3, đây là P3. Đấy, chúng ta thấy chúng ta biến đổi đồ thị bằng cách tịnh tiến thì vẽ nhanh được các cái dạng đồ thị rất là nhanh, đúng không? Buổi học sau thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái bài biến đổi đồ thị để vẽ đồ thị của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối nhé. Chúc các em học tốt, chào tạm biệt các em.